Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả series One Piece Channel Shonen Action. One Piece hiện đang rất hấp dẫn với những tình huống nghẹt thở đang diễn ra tại hòn đảo Onigashima đang bay trên bầu trời nhờ sức mạnh của Kaido. Luffy lúc này đã hồi phục lại được thể lực nhờ vào đống thịt khổng lồ do Caribou cung cấp. Hiện tại thì anh ta đã trở lại đối mặt với Kaido trên sân thượng. Sức mạnh của Luffy và Kaido khi va chạm nhau có thể gây ra dị tượng xé rách bầu trời. Điều này chỉ được thể hiện ở những trận đấu đẳng cấp tứ hoàng trở lên. Yamato tin tưởng vào Luffy khi để cậu ta một mình chiến đấu với Kaido và đồng ý đi giúp Momonosuke giải quyết vấn đề đang diễn ra đối với hòn đảo Onigashima. Hòn đảo Onigashima đang bắt đầu rung lắc và đất đá rơi xuống. Điều này cho thấy sức mạnh của Kaido đang suy yếu dần, khiến cho những đám mây hỏa vân của ông ta bắt đầu bị mất dần đi. Yamato nhận ra rằng họ phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn điều này và họ tin rằng Momonosuke phải tìm cách tự mình gọi ra được những đám mây lửa khác để ngăn chặn hòn đảo rơi xuống. Bên trong phía lâu đài, sự hỗn loạn vẫn tiếp tục. King đang tức giận nên đã tấn công tất cả phe địch lẫn phe ta. Với những thanh kiếm của mình, Zoro đã ngăn chặn được cuộc tấn công và phá vỡ được một phần mặt nạ của King, khiến King trở nên cực kỳ nghiêm túc muốn giết chết Zoro. Trang 1028 tuần này vẫn sẽ được ra mắt, nhưng hôm nay thì mình đã có bản tiết lộ sớm nhất thông tin spoiler One Piece Trang 1028 mới nhất, gồm rất nhiều thông tin liên quan đến kế hoạch của chính phủ thế giới ở Wano, cũng như sự trở lại của anh ba Sanji với màn nâng cấp sức mạnh mới. Bây giờ, hãy cùng xem thông tin về Trang 1028 mới nhất nhé! Trang 1028 với tựa đề Brachio Snake, tạm dịch là con rắn Brachio. Scipio và Rob Lucy đang ở rất gần với hòn đảo Onigashima. Lucy xuất hiện ở Wano và cho biết rằng họ ở đây vì hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên, nếu Kaido bị băng hải tặc Ruffy và phe Liên minh Samurai đánh bại, Scipio khiến Wano Kuni phải gia nhập chính phủ thế giới. Mục tiêu thứ hai, vẫn như thường lệ, đó chính là phải bắt sống và đưa Nico Robin đi. Tình hình thì đang rất nguy cấp khi mà chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là hòn đảo Onigashima sẽ đến được địa điểm Kaido chỉ định là King Doa. Cuộc chạy đua thời gian của Momonosuke và Yamato vẫn tiếp tục khi mà thời gian còn quá ít. Yamato bây giờ đã biến hình trở thành hình dạng Zoan hoàn chỉnh là một con sói. Cô chạy đến lâu đài quỷ bên trong Onigashima để giải quyết đống chất nổ mà băng bách thú đã tích trữ lâu nay. Trong chap trước, trình diễn sức mạnh của King trong trận chiến với Zoro thì chap này sẽ là trận chiến giữa Sanji và Queen. Sanji chia sẻ với Zoro nói rằng anh ta cảm thấy cơ thể mình có những sự phát triển kỳ quái sau khi mặc bộ đồ này lần thứ hai, và bây giờ khi trở lại trận chiến với Queen thì cảm giác khó chịu của cơ thể Sanji càng lúc càng tăng. Đến cuối chương, Sanji đã bị Queen bắt được và Queen đã dùng dạng khủng long khổng lồ của mình đè lên người khiến một số xương cốt trong cơ thể của Sanji bị gãy vụn. Tuy nhiên, sau khi cơ thể anh bị nghiền nát thì thật bất ngờ, cơ thể Sanji lại nhanh chóng tự động hồi phục. Sanji kinh ngạc với sự hồi phục của mình và thốt lên: "Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, ta đã thức tỉnh những sức mạnh tương tự như bọn họ chăng? Không thể được, ta không muốn trở thành một con quái vật như chúng." Ở cuối chương này, Queen tấn công Sanji bằng những thanh kiếm của mình, nhưng nó đã bị gãy khi chạm vào cơ thể Sanji. Điều này đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng Sanji biến thành siêu nhân sau khi mã gen của gia đình Yama thức tỉnh. Tin buồn là tuần sau lại không có chương mới. Mọi người vừa xem xong những thông tin mới nhất về Chap 1028. Những thông tin này cho thấy anh ba đã sẵn sàng trở lại với một sức mạnh mới. Đây sẽ là cơ hội để Sanji có thể chiến thắng và ghi điểm trong trận chiến với Queen, đồng thời tăng sức mạnh cho băng mũ rơm. Đây chỉ là bản spoiler ngắn, nên chúng ta hãy cùng chờ những thông tin mới nhất về Chap 1028 này và mình sẽ cập nhật sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn, cũng như giúp mình lên 900.000 người đăng ký nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.